Thực hiện kế hoạch số 387 của Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm năm 2020 với chủ đề nghiêm chỉnh chấp hành chính sách pháp luật trong sản xuất kinh doanh và quảng cáo thực phẩm, các đơn vị liên quan đã thành lập 6 đoàn kiểm tra liên ngành an toàn thực phẩm tại 12 tỉnh thành phố. Tại hai tỉnh Sơn La và Hòa Bình, đoàn công tác số 3 do ông Nguyễn Việt Tấn, Phó Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ Bộ Công Thương làm trưởng đoàn cùng các đơn vị liên quan đã thanh kiểm tra một số cơ sở sản xuất kinh doanh. Qua công tác kiểm tra kiểm soát, đoàn công tác đánh giá, tuy là hai tỉnh miền núi cũng như các địa phương trong cả nước gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, nhưng lãnh đạo hai tỉnh này đã quan tâm, kịp thời chỉ đạo, triển khai các nhiệm vụ trong lĩnh vực an toàn thực phẩm. Qua đó, hàng hóa lưu thông được đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm cho người dân, các mặt hàng nông sản xuất khẩu đủ tiêu chuẩn cũng như đáp ứng các yêu cầu của cơ quan nhà nước và quy định của các nước nhập khẩu, v.v. Đây là minh chứng cho thấy sự quan tâm, chỉ đạo quyết liệt của lãnh đạo tỉnh, ban chỉ đạo tỉnh đối với hoạt động an toàn thực phẩm. Ngoài các hoạt động thường xuyên về công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, tháng hành động năm 2020 tại Sơn La và Hòa Bình còn là điểm nhấn trong năm, tạo nên đợt cao điểm phát động một chiến dịch truyền thông tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn vệ sinh thực phẩm trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh, quảng cáo thực phẩm, giảm thiểu các hành vi vi phạm về quảng cáo thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, đặc biệt là các vụ ngộ độc thực phẩm nhiều người mắc do sử dụng sản phẩm không an toàn.